Rồi, xin chào bạn ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cái cách mình thay đổi cái kiểu thông báo ở trên điện thoại Xiaomi ha. Các kiểu thông báo ở đây là gì? Đó là những cái phần thông báo về tin nhắn, cuộc gọi nhỡ hoặc là những cái phần thông báo về của ứng dụng Zalo, Facebook gì đó. Thì đầu tiên các bạn giúp mình là vô mục cài đặt. Rồi, sau đó các bạn vô mục gọi là thanh thông báo và trung tâm điều khiển. Đó. Ở trong này nó sẽ có cái mục là thanh thông báo nè. Các bạn chọn ở đây. Thì mình chọn cái kiểu menu ha. Menu tức là các bạn vuốt xuống nó sẽ hiện các tên chi tiết ra. Còn các bạn có thể chọn cái phần Android này thì nó sẽ hiện cái kiểu khác. Đó, thấy không? Hồi nãy mình đã xóa cái thông báo đi rồi. Thì nó sẽ là cái kiểu khác. Mình thấy không? Cái phần tai nghe này rồi một cái phần này là phần này. Thì nó sẽ hiện các kiểu ra cho mình. Thì bạn là thích chọn cái kiểu nào là tùy mình ha. Rồi, cảm ơn các bạn.